tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29 tháng 8, bão Sao La đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Hồi 7 giờ sáng nay, tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc đến 123,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc khoảng 5 km một giờ. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm ngày 29 tháng 8, gió mạnh cấp 6. Từ chiều và đêm ngày 30 tháng 8, mạnh lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 14, biển động dữ dội. Ngay trong trưa nay ngày 29 tháng 8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện gửi các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, cùng các bộ liên quan đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Ghi nhận từ một số doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi, trung tâm mua sắm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 8 cho thấy, lượng khách đặt tour vui chơi lễ tăng chậm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các doanh nghiệp du lịch tại tỉnh Kiên Giang, thống kê tới hiện tại cho thấy, lượng du khách đặt tour đến tỉnh này dịp lễ 2 tháng 9 giảm khoảng 30% so với các năm trước. Tại Phan Thiết, dịp lễ sẽ ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới nhằm khai thác tối đa lợi thế từ các tuyến cao tốc. Khu du lịch Mian Farm, Bình Thuận, thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình đã nhanh chóng được du khách đón nhận bởi cảnh đẹp thảo nguyên xanh, các dịch vụ lều bạt ngoài trời, cưỡi ngựa, bắn cung, các loại thú mới lạ. Tại điểm du lịch Lu Glamping tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam cũng đã hoàn thiện các nhà lều phong cách Bắc Âu được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao, lần đầu tiên đưa vào phục vụ du khách. Đến thời điểm này, vé máy bay trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vẫn còn nhiều. Giá vé ngày cao điểm tăng cao nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước và thấp hơn dịp cao điểm hè 2023. Cụ thể, vé máy bay trên đường bay trục Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, mức giá các ngày gần nghỉ lễ chỉ khoảng từ 1,2 triệu đồng một lượt, riêng ngày 31 tháng 8 tăng cao hơn khoảng 1,6 triệu đồng một lượt. Tương tự, chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch vẫn còn nhiều vé, giá chỉ cao trong ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9. Đơn cử vé máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang có mức giá từ 1,25 triệu đồng một lượt, trong khi những ngày trước và sau đó chỉ khoảng 700.000 đồng một lượt. Một số hãng bay dự kiến cắt giảm chuyến bay dịp lễ 2 tháng 9 do vắng khách. Sáng ngày 29 tháng 8, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tập trung xác minh nội dung clip một nữ sinh bị 5 người đánh giả mang bằng mũ bảo hiểm. Một số người dùng chân đá vào đầu người của nữ sinh. Trong lúc hành hung, một người còn ném điện thoại được cho là của nạn nhân xuống đường. Dù có nhiều người chứng kiến nhưng không có ai can ngăn giúp đỡ nữ sinh bị đánh. Trước đám đông tấn công tập thể, nữ sinh đành chịu trận. Vụ việc bước đầu xác định xảy ra tại tuyến đường vành đai thành phố Đà Lạt. Hơn 9 giờ ngày 29 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an quận 5 vẫn đang phong tỏa điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân kết hợp cho thuê khiến hai người tử vong. Trước đó khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, lửa bùng cháy ở nhà dân kết hợp cho thuê tại đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Phòng BC07 đã điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 5 với 3 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy. Đến 7 giờ 20 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể chưa rõ danh tính. Vụ việc khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy rụi. Ngày 29 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cho biết khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, một ô tô khách chở theo 30 hành khách di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc. Khi đến đoạn qua phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, xe khách bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách cứng và lật ngang, phần đầu xe hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Các hành khách khác được đưa về trạm y tế Quảng Thuận thăm khám. Tối ngày 28 tháng 8, một đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bình Định cho biết đã huy động 2 phương tiện với khoảng 14 cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ các nạn nhân khắc phục hậu quả vụ nổ bình oxy xảy ra ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vụ nổ xảy ra khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày tại cụm công nghiệp Quang Trung. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra tại công ty cổ phần Thiên Phúc.
hậu quả khiến anh H, sinh năm 1976, trú tại Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định, tử vong tại chỗ. Anh C, sinh năm 1993, ở khu phố 5, phường Quang Trung, được người dân hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Qua thăm khám, bệnh nhân không nguy kịch, sức khỏe đang dần bình phục.